Hello, xin kính chào quý anh chị và các bạn trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở ấp Tân Bình, ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Nhân Trạch. Đến đây để ghi hình đang bán giùm cho chú này hai con bò cái. Ở đây thì hai con bò cái này là thuộc về hai con bò cái Kem Pháp. Nó khoảng 6 tháng tuổi, con mới phụ vô dây hai con bò này. Mới phụ chủ nhà vô dây hai con bò. Nó đúng ra thì hai con bò này mới vô dây thì nó đứng cũng không được rỗng rảnh gì. Ở đây thì bò này qua bự ha, xương chậu thì rộng, cặp bò này thì giá cực kỳ yêu thương. Hai con bò này giá chỉ có 26 triệu của chú anh chị các bạn. Hai con bò này giá 26 triệu ha, bò rúng yếm đầy đủ nha. Chân móng nè, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Cặp bò này thì nói chung là sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Đó, sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, bò này cỡ thước mốt bò ha. Bò này cỡ 1m1. Rồi là qua bự, xương chậu thì rộng, chân móng sò cùm thì đứng thẳng. À, mặt này rất là có duyên luôn. Mỏ hồng, một con là mỏ hồng, còn một con là mỏ xám. Đó, hai con bò nè, mới vô dây thì nó đứng cũng không được rỗng rảnh gì ha. Nhưng mà nó đẹp. Hai con bò này thì nó đúng ra thì giá này phù hợp với mọi người. Mỗi con 13 triệu, hai con là 26 triệu. Cặp bò này có giá là mỗi con là 13 triệu ha. Bò này khoảng 6 tháng tuổi. Chân móng sò. Cùm thì đứng thẳng ha. Bò này, đôi bò này giá cực kỳ yêu thương. Phù hợp túi tiền với mọi người. À, chỉ có 26 triệu một cặp bò này thôi. Bà con, cô bác, anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em, số điện thoại em để trong hình. Đây, hai con bò này dai nè, thấy không? Dai nè, đó. Đùi đít nè, đó. Cấp mình thì nói chung là khỏi chê rồi. Hai con giá 26 triệu của chú anh chị các bạn. Cặp bò giá cực kỳ yêu thương. Hai con giá 26 triệu, bà con, cô bác chúng ta có thể mua đôi bò này về nuôi làm giống, làm bò nền ha, nó phát triển kinh tế. Hai con bò này làm bò nái nền được nè. Mà cái giá này bà con cô bác anh chị chúng ta mua về chúng ta làm bò dỗ béo cũng có lãi nha. Đó, thì mỗi một con có giá là 13 triệu. Bò này khoảng 6 tháng tuổi. Chân móng hoàn thiện, khi mà giao bò đến thì bà con cô bác anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Ở đây thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn ta nhắm xem. Cái chiều cao này chúng ta nhắm coi có mua được hay không. Bò này, con này chiều cao 1m14 nè. Nè cô chú anh chị bạn thấy không? 1m14 nè, thấy không? Đó. Giá của hai con bò này là 26 triệu nha. Còn con này khoảng 1m lẻ mấy nè. Con này thì khoảng 1m lẻ 5 lẻ 6 nè, thấy chưa? Đây. Thì đôi bò này giá 26 triệu nha. Bà con cô bác nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em, cái số điện thoại em để trên màn hình. Hai con bò này chỉ 26 triệu thôi ha. Mình tính ra nè, bò này là chân móng nè, chân trước nè, không áp xe nè ha, chân sau nè, không áp xe. Rúng thì đầy đủ nè. Con bên đây cũng vậy, chân móng trước, chân móng sau. Rúng nè, đó. Đây là hai con bò giá 26 triệu. Là giá cực kỳ yêu thương cho bà con, cô bác, anh chị chúng ta nhắm. Mình mua được thì mình cứ liên hệ ngay và liền với em, số điện thoại em để trong hình. Đôi bò này thì nói đúng ra thì nó cũng không mắc, mà nó cũng không rẻ. Nó phù hợp túi tiền với những anh, những chị, những cặp vợ chồng chúng ta mới ra riêng. Thay vì chúng ta bỏ 26 triệu ra, chúng ta làm cái việc gì đó, hoặc là chúng ta để trong tủ gì đó thì chúng ta xài sẽ hết. Khi mà chúng ta bỏ 26 triệu ra mua đôi bò này về thì cô chú anh chị các bạn, một năm sau thôi thì nó sẽ sinh ra một cái số tiền lời nó kha khá để cho bà con, cô bác, anh chị, những cặp vợ chồng chúng ta mới ra riêng, chúng ta cải thiện kinh tế gia đình ha. Đó, thì bây giờ em cập nhật lại, đôi bò này giá 26 triệu, con bên đây là khoảng 1m10 mấy nè, 13, 14 gì đó. Còn con này thì 1m05 lẻ 6. Thì hai con này giá 26 triệu nha. Rồi thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một con bò 3B với một khung tàn sát. Con này sẽ có tương lai lên tàn độ của chú anh chị và các bạn. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một hình ảnh của một con bò cái 3B sọc cọp nè. 3B lên sọc cọp nha. Đây bà con, cô bác, anh chị chúng ta có thể thấy nó là một cái khung xương khá là lớn, 3B mà khung xương phải gọi là kịch cộm luôn nha. Chân móng sau là móng sò, chân móng sau là móng sò, khung xương to. Con này bông bụng, bông rúng, dai lực, lưng đôi, mặt mày khỏi chê. Con này tương lai lên tàn nhất nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, con bò này thì hiện đang có 8 tháng, nó là tháng tuổi của nó là 8 tháng tuổi nè. Mà chiều cao của nó dao động tầm khoảng từ 1m2 mấy bò rồi. Lưng dai lực, sái lưng nè. Sái lưng là sái lưng nghiêm chỉnh nha. Sái lưng đây này cô chú anh chị các bạn. Con này là 3B cọp. Mình nhìn thấy cái dàn dai lực của nó không? Kịch cộm chưa? Nó rúng yếm nè.
chân móng nè, chân móng sò, xương sóc rất là to. Con này xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị, con bò này có giá là 23 triệu là giá không thương lượng nha. Giá này phải gọi là mức giá thuộc về bò này, thuộc về là khung tàn lớn nha, khung tàn là sát nhất luôn á. Đó, con này nuôi sau này tương lai rất là to. Và kế bên là hình ảnh của một con bò kem Pháp. Con bò kem Pháp này là nó khoảng 6 tháng rưỡi tuổi, chân móng sò cầm thì đứng thẳng, rúng yếm thì đầy đủ nè. Con bò này không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Con bò này chiều cao nó khoảng 1m1 bò, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Lưng dai lật, đùi đít thì khỏi chê rồi. Qua bự xương chậu rất là rộng luôn, phù hợp cho bà con cô bác anh chị chúng ta mua về nuôi phân sinh sản ha. Đó. Thì con bò này chân ở sau là móng sò cầm thì đứng thẳng nè. Bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích, muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em, cái số điện thoại em để trong hình. Tướng tá nè, dây lực thấy không? Tướng tá rất là đẹp luôn nè, nó mới vô dây nên nó còn hơi nhát ha, không chính chịu các bạn. Đó, khi mà chúng ta mua về nuôi 1-2 ngày sau thì bắt đầu nó quen dây lại ha. Qua bự xương trọng rất là rộng luôn, lưng dai đôi, đùi đít khỏi chê rồi. Đây thì con bò kem Pháp này bây giờ chú chủ nhà muốn bán cô chính chịu bạn với giá là 15 triệu nha. 15 triệu nó phù hợp túi tiền bà con cô bác anh chị nè. Mình coi vàng dậu rúng rất là đẹp luôn, đúng không? Tướng tá thì khỏi chê rồi, thả đòn dài, chân móng sò, xương sóc rất là kịch cộm. Con bò này giá 15 triệu, giá 15 triệu là giá chốt. Bà con cô bác nào cảm thấy thích, muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Số điện thoại em để cho mình. Cô chú anh chị bạn thấy cặp bò này rồi không? Dài lực cái ghê không? Bò này đúng ra nếu mà nó quen dây nó đứng cái tướng rất là đẹp luôn. Con bò 3B bên kia thì khỏi chê rồi, cô chú anh chị và các bạn. Đây thì em đang có mặt tại xã Bình Thành của Dòng Trơm nha. Ở đây thuộc về xã Bình Thành. Thì cái giá của đôi bò này là con bên kia có giá là 23 triệu, con 3B mình đó bự tàn dữ lắm. Còn con kem Pháp này có giá là 15 triệu. Cô chú anh chị và bạn thấy nó cũng đâu xê xích hơn bao nhiêu đâu đúng không? Nhưng mà cái giá nó chênh lệch khá là cao, con kia tới 23 triệu là cô chú anh chị và bạn biết cái dạng khung xương của nó rất là to ha. Cái tàn của nó rất là tốt luôn. Còn con này giá 15 triệu thì con bò này cũng thường thường bò chứ nó không có được lên là tàn sát độ nên nó cũng giá tiền nó cũng tầm trung trung ha. Con này giá 15 triệu, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, lưng dai đôi, đùi đít thì khỏi chê rồi. Con này chiều cao khoảng 1m1 bò, còn con bên kia chắc tầm khoảng 1m2 bò đó. Thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao cho bà con cô bác anh chị chúng ta ước lượng ra cái cột là bức tường. Nhắm nếu mà cảm thấy muốn mua hoặc là phù hợp túi tiền với mình thì mình hãy liên hệ ngay với em, số điện thoại em để trên hình để chúng ta có thể chốt được đôi bò này mua về nuôi phát triển kinh tế nha. Con này thì em đoán thì nó khoảng 1m1 bò đó. Chính xác là 1m1 của chú anh chị và các bạn. Nó cái thước nó 1m1 nha. Và kế bên con bò này 3B này em đoán tầm khoảng 1m2 bò nha. 1m2 nha cô chú anh chị và các bạn. Đây. 1m2. Đó, chiều cao nó khoảng 1m2, lưng dai đôi, đùi đít thì rất là ok rồi. Cái qua thì rất là to luôn nè, cô chú anh chị và các bạn thấy không? Qua bự nha. Đó. Qua thì bự nè. Mình thấy không? Nói chung thì đó, cái qua rất là bự luôn ha, nằm kế cạy đuôi đó. Đó, con 3B này thì khỏi chê rồi, con này 3B cọp nha. Có thiệt. Con này kiếm hơi bị khó luôn á. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn.